chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Mục 3: Hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 19: Nguyên tắc hợp tác quốc tế. 1. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền, tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, bảo đảm độc lập, chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển. 2. Phát huy sức mạnh nội lực và sự ủng hộ giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, bảo đảm thực thi pháp luật trên biển. Điều 20. Nội dung hợp tác quốc tế. 1. Phòng chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền. 2. Phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, mua bán vũ khí trái phép, khủng bố, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh bất hợp pháp, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, khai thác hải sản bất hợp pháp và tội phạm vi phạm pháp luật khác trên biển trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. 3. Phòng chống ô nhiễm và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển, kiểm soát, bảo tồn các nguồn tài nguyên biển, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển, phòng chống cảnh báo thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. 4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao trang bị khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực của Cảnh sát biển Việt Nam. 5. Các nội dung hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 21. Hình thức hợp tác quốc tế. 1. Trao đổi thông tin về an ninh trật tự an toàn trên biển. 2. Tổ chức hoặc tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế về an ninh trật tự an toàn và thực thi pháp luật trên biển. 3. Tham gia ký kết thỏa thuận quốc tế với lực lượng chức năng của quốc gia khác, tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật. 4. Phối hợp tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật trên biển. 5. Tham gia diễn tập, huấn luyện, tổ chức đón, thăm, xã giao lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 6. Thực hiện các hoạt động của cơ quan thường trực, cơ quan đầu mối liên lạc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế. 7. Các hình thức hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế. Chương 4. Phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan tổ chức lực lượng chức năng. Điều 22. Phạm vi phối hợp. 1. Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức lực lượng chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng. Điều 23. Nguyên tắc phối hợp. 1. Việc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, lực lượng chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật, không làm cản trở hoạt động hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân trên biển. 2. Cảnh sát biển Việt Nam và cơ quan tổ chức lực lượng chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp phối hợp để giải quyết kịp thời các vụ việc và hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do pháp luật quy định. 3. Bảo đảm sự chủ trì, điều hành tập trung thống nhất, giữ bí mật thông tin về quốc phòng, an ninh và biện pháp nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng trong quá trình phối hợp. 4. Bảo đảm chủ động, linh hoạt, cụ thể và hiệu quả, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì phối hợp. 5. Trên cùng một vùng biển, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của nhiều cơ quan, tổ chức, lực lượng, thì cơ quan, tổ chức, lực lượng nào phát hiện trước phải xử lý theo thẩm quyền do pháp luật quy định. Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển giao hồ sơ, người tang vật, tàu thuyền và phương tiện vi phạm pháp luật cho cơ quan, tổ chức, lực lượng có thẩm quyền, chủ trì, giải quyết. Cơ quan, tổ chức, lực lượng tiếp nhận có trách nhiệm thông báo kết quả điều tra xử lý cho cơ quan, tổ chức, lực lượng chuyển giao biết. Điều 24. Nội dung phối hợp. 1. Trao đổi thông tin, tài liệu, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 2. Bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. 3. Bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức cá nhân, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoạt động hợp pháp trên biển. 4. Tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển, phòng ngừa phát hiện ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền.
5. Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và ứng phó khắc phục sự cố môi trường biển. 6. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. 7. Thực hiện hợp tác quốc tế. 8. Thực hiện các hoạt động phối hợp khác có liên quan. Điều 25. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phối hợp hoạt động đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 trong các số tiếp theo trên sóng của Đà Nẵng TV. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt.